Này khởi động đều dữ vậy. Nó xử lý ghê ta. Mượt ấy. Mày cần rồi. Solo giữa hai thành viên clan Ro trong rank. Rồi tiếp cận được rồi. Gắt gì vậy? Nó này đu cứng dữ ta. Ghê đấy. Hả? À, cái gì vậy? Tự nhiên nó xong rồi bị ban khỏi game luôn. Nitro được hên vãi. Nó này các bạn nên sử dụng bet có Nitro đầu. Thấy Nitro tăng tốc sớm rất là nhanh. Còn thấy mới vào mà bỏ được một khúc rồi. Đập đập nè. Ui. Ui ghê vậy. Độ nó dễ lỗi mà nó còn vòng qua vòng lại. Con này bạn nào mà cứng thì chuyển hướng được là không cần ăn sâu luôn. Nhưng mà độ nó chuyển hướng cũng tương đối khó. Dạ yeah, sâu cái đoạn này thì nó hiệu quả hơn. Con này đoạn chữ U. T3 chơi với map này bạn nào có T1 có thể mạnh hơn. Map B liên tục T1 chùm. Bằng phát sợ T à, anh bạn chạy sao mạnh quá. Chạy con heo này sao cái xe nó nhỏ quá. Heo mọc quá mà. T bình tĩnh nha. Cái này bay liên tục nên chạy Eternal nó hồi nhìn trôi. Thì nó bằng bút là nó hồn đi chơi các bạn mà. Hay tin hồi tuần trước nó cho trải nghiệm full nâng cấp á. Chạy ngon vãi. Còn này bây giờ làm có viễn điển rồi. Mình quay cái vòng quay sắp tê á. Cái cho cái rương nên mình lấy con này. Con này trong cái rút từ 40 lần xa vĩnh viễn cũng có đấy. Nhưng mà bằng nào hơn thì cũng có thể trúng. Còn hơn nữa là chống được con thần sáng tạo xịn hơn luôn.
3 phần thách luôn à. Là phải cân 3 rồi. Chà, chúng nó ám sát mình ghê quá. Cái này đẹp thật luôn. Để nó sáng một vùng luôn. Rồi, hố 4 rồi nè. Nào thích thì lên đây chơi. Kéo lỗi. Kéo luôn nha. Ta sẽ rút nè. Phải dính đứt chứ. Hay là skill tăng tốc tiếp. Bây giờ có skill cộng 1 đến 5 giây tăng tốc á. Thì sẽ chạy khác. Kiểu lên tốc tiếp. Nó sẽ ta lại cũng như mỗi vòng mỗi kiểu á. Rồi lúc kích hoạt skill cộng thời gian lên tốc chúng ta sẽ chạy khác. Còn này kéo tiếp nè. Skill lên tăng tốc tiếp sẽ đốt đốt. Đất nè. Tóc vào đất luôn. Đất xin đất. Rất là nhanh luôn. Extra like các bạn chạy lấy lợi thế cũng rất là tốt. Có thể dùng được đứt đốt cốc đầu. Và đặc biệt nó có cái hồ nitro nữa. Kì ngon. Cái dạng nhộng sau chúng ta sẽ được hồ nitro. Còn dạng bướm thì tốc độ rất là mạnh. Dạng bướm đó. Còn kể từ cái lần đầu chuyển sang dạng bướm thì auto được cộng thời gian lên tốc nha. Rồi chúng ta có về dạng nhộng rồi thì nó vẫn cộng thời gian lên tốc nha. Ồ, nó tăng tốc dữ chưa. Ồ, cũng bởi tay ba đuổi kịp rồi. Hai con xe vàng như nhau, một xe nó mạnh hơn cho mình. Rẻ rồi. T3 ghẻ rồi. Đang đuổi sát nút mà tự nhiên không thấy đâu luôn. Lại gặp đại sư huynh nữa. Quên lúc nào cũng chấp tiểu đệ hết. Mình cho nè. Không chạy, không cần chạy ra khỏi thành tốc đâu. Này, này có thể tăng tốc trên và tăng tốc luôn mà. Các bạn chạy T1 mà kéo yếu ghê ta. T1 đang lại phút đầu kéo là mạnh lắm. Đội sẽ rút mà mạnh ghê chưa. Chạy đường thường thôi mà nhanh vãi.
không cần gì skill gì đặc biệt luôn. Tay bà mạnh quá. Ok, clip của mình đến đây thôi nha. Các bạn xem clip thứ hai đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mấy bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn clip lần sau nhé. Bye bye.